Hello, chào tất cả các bác quay trở lại với kênh Di Động MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2022, thì em chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác bấm vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì bên em sẽ quay video về các mẫu điện thoại thanh lý giá rẻ của cửa hàng. Hôm nay thì hàng nhà em về rất là nhiều. Thì ở clip ngày hôm qua em quay lên thì cũng bay khá rồi. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục cập nhật về cho các bác để phục vụ đến các bác nha các bác nhá. Bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể liên hệ bên em qua hai hình thức để đặt hàng. Hình thức thứ nhất là các bác ở Hà Nội, các bác qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 111 Triều Khúc để xem máy. Còn nếu bác nào ở xa thì các bác cọc trước cho bên em 1-200.000. Em sẽ ship cho các bác đến tận nơi luôn, các bác nhận là kiểm tra đúng như mô tả trên video thì các bác mới thanh toán nha các bác nhá. Đấy, mục đích của việc cọc để tránh gọi đặt đơn ảo, đặt cho vui mồm thôi. Đấy, bây giờ em sẽ quay video về các mẫu điện thoại thanh lý của cửa hàng. Thì hôm nay thì cũng khá là nhiều những cái mẫu điện thoại mà cửa hàng em về. Thì đầu tiên em sẽ quay về dòng Android trước nhá, từ cây giá rẻ, sau đó sẽ quay về dòng iPhone. iPhone hôm nay em về XS và XS Max rất là đẹp luôn, 256GB. Đây, về đầu tiên em sẽ quay cho các bác về dòng Android trước này. Cây đầu tiên là một cây Samsung Galaxy C9 Pro các bác nhá, C9 Pro. Máy này thì nó cũng ra cũng mấy năm rồi, nhưng mà chất lượng của cây này thì cũng là rất là tốt. Hình thức thì máy gọi là xước theo thời gian các bác nhá, xước theo thời gian, nói chung được tầm 90%. Các bác về các bác mua cái ốp lưng là xong. Cây C9 Pro này ngày xưa cũng là một trong những cái dòng đình đám của dòng Samsung đây. Cây này thì được trang bị là kích thước màn hình của nó là 5.5 inch. Và màn rất là to các bác nhá, màn to vuông, cây này phải hơn 5.5 inch ấy. Cây này thì hai sim, hai sóng, hàng chính hãng của Samsung Việt Nam các bác nhá. Máy thì được trang bị là RAM 6, trên bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, hai sim, hai sóng cũng dùng rất là mượt. Cây này được trang bị viên pin 4000, màn đẹp không ám ố gì, C9 Pro các bác nhá. C9 Pro màn đẹp không có ám ố gì, trong vắt luôn. Cây này thì hiện tại em thanh lý giá là 1.800.000 nha các bác nhá, 1.800.000. Tặng cho các bác một cái dán màn hình và sạc cáp, phí ship thì nhà em là 30.000 tiền ship nha các bác nhá. Cây đầu tiên, cây C9 Pro. Tiếp theo thì cây thứ hai là cây V-Smart Active 3 này. Đấy, những cái cây linh tinh này nhà em rất là nhiều luôn. V-Smart Active 3, cây này phân khúc tầm loanh quanh dưới 2 triệu. Active 3 này thì màn của nó thì hình thức đầu tiên nhá, hình thức thì là tầm 90-95% nha các bác nhá. Nói chung là lưng thì gọi là nó là phải nhẹ thôi. Kiểu là nó cũ nhẹ theo thời gian thôi chứ không có móp méo gì hết. Viền đẹp này các bác này. Đấy, V-Smart Active 3, RAM 6, bộ nhớ trong là 64GB, màn đẹp không ám ố gì. Cây này thì hiện tại thì tất cả mọi chức năng dùng ok, rất là mượt các bác nhá. Đây này, V-Smart Active 3, 2 sim 2 sóng, cấu hình cao. Đấy, các bác có thể lựa chọn cây này, V-Smart Active 3 nhá, mọi chức năng hoạt động ok, máy này dòng này dùng rất là mượt, gọi là đáng đồng tiền bát gạo. Cây này thì em đang thanh lý giá là 2 triệu tròn nha các bác nhá. V-Smart Active 3, các bác lên Google các bác gõ thêm cái thông số của cây này. Đấy, máy thì tất cả mọi chức năng ok, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, lưu trữ thoải mái luôn, màn 6.3 inch nha các bác nhá. Thanh lý 2 triệu về Smart Active 3. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây cây Galaxy Note 9 này. Đấy, Note 9. Máy này thì giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Bị một sọc một cái đường chỉ này, bằng một cái đường như đường chỉ này đây các bác nhá, nhìn này. Đấy, như một cái đường chỉ này dọc màn hình. Cây này thì máy nằm bản Hàn Quốc và nâng cấp lên 2 sim. Đấy, nó bị dọc một cái đường này các nhá. Bác nào mà không quá quan trọng hình thức thì bác múc luôn cây này về, siêu rẻ luôn. Cây Note 9 này 2 sim 2 sóng này. Đấy, cây pin 4000, đầy đủ mọi chức năng các bác nhá. RAM 6 trên 128GB, thiết kế đẹp. Note 9 màu màu tím, màu này là màu đây là một cái màu gì đây. Đấy, hình thức đẹp tầm 95% nha các bác nhá. 95%. Đấy, cây Galaxy Note 9 này bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em. Đấy, nó bị mờ sọc một cái đường dọc màn hình như này các bác nhá, bằng một cái sợi nhỏ hơn sợi tóc như này. Đấy, nó sọc mờ mờ như này cho nó không đen. Thế nên là cây này hiện tại thì em thanh lý giá là 2.1 triệu nha các bác nhá, 2.100.000. Đấy, bác nào về gọi là trải nghiệm quá ok, camera LED. Nhiều bác thì mỗi bác có nhu cầu khác nhau, có những bác có những cây về chỉ để gọi là làm máy phụ thôi thì là dùng những cái cây này rất là tuyệt vời, hoặc là kể cả những cái máy chính mà các bác mà chịu được cái vết sọc nhẹ này thì các bác múc cây Note 9 này về, cấu hình cao dùng mượt các bác nhá. Em thanh lý cây này là 2.100.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Samsung Galaxy A9 Pro mới về này. Cái này mới về, RAM 6 trên 128GB. Hình thức thì đẹp tầm 97-98% nha các bác nhá. Đấy, Galaxy A9 Pro. A9 Pro màu xanh đậm này trông rất là đẹp nha. Màu xanh đậm.
Đấy, Galaxy A9 Pro này cấu hình rất là cao, màn thì màn kích thước màn hình của nó là 6,4 inch. Cái này thì là máy bay bản Hàn Quốc các bác nhá, A9 Pro bản Hàn Quốc, một sim, được trang bị là RAM 6/128GB này. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok hết, camera các kiểu ngon này. Đấy, camera đây là cam trước nhá, cam sau này đều ngon hết. Đấy, đều ngon hết các bác nhá. Cây này em thanh lý 2,5 triệu, RAM 6/128GB, trong cái phân khúc mà trên 2 triệu tí thì các bác có thể lựa chọn cây này, cũng rất là đẹp. Đấy, cây Galaxy A9 Pro các bác nhá. A9 Pro Samsung, cấu hình cao, màn đẹp. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Oppo này. Cây này là cây Oppo A73 màu cam này các bác nhá. A73 màu cam. Lưng của nó là lưng chống bám vân tay này. Viền của nó màu màu sữa. Đấy, màu sữa rất là đẹp. Cây này thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, màn hình thì là màn AMOLED 6,4 inch. Cây này thì là máy chính hãng của Samsung Việt Nam, 2 SIM 2 sóng nha các bác nhá. Oppo A73 này, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, chạy qua chip Qualcomm. Cây này thì dùng cũng siêu mượt, màn AMOLED rất là đẹp. Các bác dùng 2 SIM 2 sóng có thể lựa chọn cây này, là một trong những cái lựa chọn cực kỳ hợp lý các bác nhá. Mọi chức năng ok, cam trước cam sau đều ngon lành, cam trước này. Đấy, siêu LED luôn. Cam sau nha các bác nhá. Đấy, cây này thì hiện tại em thanh lý giá là 2,5 triệu. Đấy, cây này RAM 4GB thì em thanh lý 2,5 triệu, hôm qua có cây RAM 6GB em thanh lý 2,9 triệu cơ. Đấy, cây này thì em thanh lý 2,5 triệu các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động ok hết, tất cả mọi chức năng ok, dùng máy dùng cực kỳ ổn định luôn. Cây này em thanh lý 2,5 triệu. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Galaxy A32 nha các bác nhá. Thiết kế đẹp, cây này màu trắng này, thiết kế đẹp, hình thức đẹp tầm 98%. Máy thì là zin nguyên bản từ A đến Á luôn các bác nhá. Galaxy A32, thiết kế đằng sau rất là hiện đại này. Cái này thì đẹp 98%, màn AMOLED 6,4 inch. Cây này thì được trang bị là một sim bản Hàn Quốc nha các bác nhá. Galaxy A32 bản Hàn Quốc một sim này. Đấy, được trang bị RAM 4, bộ nhớ trong là 100, RAM 4/64GB. Và cây này nó hay ho cái là nó chạy cái viên pin cực kỳ là trâu luôn. Viên pin đến 5000mAh bây giờ. Pin này thì gọi là ước mong ước được hết pin. Đấy, cây này gọi là mong ước được hết pin đã khó rồi các bác nhá. Cây này hiện tại em thanh lý giá là 2,8 triệu nha các bác nhá. 2,8 triệu một cây Galaxy A32 phiên bản của Hàn Quốc. Đấy, A32 phiên bản của Hàn. Máy này một sim nha các bác nhá. Máy thì rất là chất lượng rồi. Đấy, các bác dùng một sim các bác có thể lựa chọn những cây này. Trông rất là đẹp luôn, thiết kế đẹp hiện đại mà loa nghe nhạc cũng rất là sướng các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 2,8 triệu. Tiếp theo thì em mới về được một cây Galaxy A51 này. A51 5G phiên bản của Hàn này thì nó hơn hẳn cái A51 của Việt Nam các bác nhá. Đảm bảo hơn hẳn luôn. Cây này là máy màu đen, hình thức thì máy được tầm 97% các bác nhá. 95%. Đấy, 95-97%, nói chung là không có cấn móp chỗ nào hết. Hình thức được tầm 95-97%, tương đối là đẹp. Cây Galaxy A51 bản Hàn Quốc này thì được trang bị là cấu hình như sau. Màn hình là màn AMOLED 6,5 inch. Cả cây này là 6,4 sao ấy. Cây này là 6,4 inch thì là đấy các bác nhá. Bản Hàn Quốc A51 5G, bản Hàn Quốc một sim, màn đẹp trong vắt không là bố gì. Cây này thì được trang bị là một sim thôi các bác nhá. Và được trang bị viên pin cũng trâu hơn bản Việt này, 4500mAh bây giờ. Pin cực kỳ trâu nhá. A51 5G, máy này sẽ dùng được 5G tại Việt Nam. Đấy, trong cái chắc là thời gian tới ngắn nữa thôi là 5G sẽ phổ biến. Cây này thì RAM 6/128GB, pin 4500. Đấy, nói chung là hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cũng rất là ngon các bác nhá. Loa thì kép cây này thì nghe nhạc các kiểu rất là sướng các bác nhá. Camera này, Galaxy A51 5G này là một cái dòng điện thoại mà em thấy cũng là rất là hay trong cái phân khúc và tầm giá tiền từ 2-3 triệu. Thì cây này em thanh lý giá là 3 triệu tròn nha các bác nhá. 3 triệu tròn cây Galaxy A51 5G này, cây màu đen này, 3 triệu tròn đi. Đấy, cây này thanh lý 3 triệu tròn, máy đẹp 97-97%, màn đẹp không ám ố gì, RAM 6/128, pin 4500, màn AMOLED nha các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây V-Smart Live 4. Cây này thì hình thức của nó đẹp tầm 90%, lưng gọi là cũng xước sắc theo thời gian như này các bác nhá. Đấy, các bác về làm quả ốp là xong. Máy thì không có cấn móp chỗ nào hết. Đây chỗ này xước một tí nữa đây. Hình thức gọi là được tầm 90%. Cây này thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok, V-Smart Live 4 nha các bác nhá. Đấy, V-Smart Live 4 này thì được trang bị là RAM của nó là RAM 4/4 như trong là 64GB, chạy con chip là Snap là 675 các bác nhá. Đây 8 nhân này, 8 nhân, 2 SIM 2 sóng đầy đủ mọi chức năng. Cây này thanh lý luôn 2,1 triệu luôn. Cây
Cái này giảm luôn giá 100, thanh lý luôn 2,1 triệu. V-Smart Level 4 thiết kế rất là đẹp. 4 camera dọc, một đèn flash như này, vân tay đằng sau. Bên dưới vẫn còn jack 3,5 và cổng sạc nhanh Type-C, loa ngoài, mic thoại các bác nhá. Thanh lý luôn 2,1 triệu. Cây V-Smart Level 4 rất là đẹp. Hai sim, hai sóng, đầy đủ mọi chức năng. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây, cây này là cây Samsung. Cây này là cây Samsung A51 5G, cũng giống như cái cây 3 triệu lúc nãy. Giống như cây lúc nãy, nhưng cây này màn hình của nó hơi ám nhẹ một tí các bác nhá. Cây này thanh lý luôn 2,5 triệu này. Đấy, màn hình của nó hơi phân tầng như này. Các bác nhìn chưa? Hơi phân tầng như này này, đấy. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì, dùng rất là mượt và hoàn toàn và siêu bền các bác nhá. Cái dòng Samsung màn AMOLED của nó rất hay bị cái tình trạng là màn bị phân tầng như vậy. Đấy các bác, để về chế độ nền đen như này nó ok, RAM 6/128GB này. Đấy. Galaxy A51 5G. Cái này em thanh lý 2,5 triệu luôn các bác nhá. Tặng cho các bác sạc cáp thôi. Cái này thì không có ốp lưng viết gì cả. Tặng sạc cáp thôi các bác nhá. Các bác về bộ ốp lưng. Phí ship thì cửa hàng em là 30.000 tiền ship. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây mới về, một cây Xiaomi. Cây này là cây Xiaomi Note 11, Redmi Note 11, máy hình thức đẹp tầm 99% luôn các bác nhá. Cây này thì đẹp, rất là đẹp luôn, vì đây là đang dán miếng dán bóng này. Dán miếng dán bóng ở lưng này. Đẹp gần như không vết xước nào luôn. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 11 màu xanh đậm này. Đấy. À, màu xanh nhạt như này các bác nhá. Cây này hàng chính hãng của Xiaomi, tại bán phân phối tại Việt Nam, nghĩa là bản quốc tế của Xiaomi chứ không phải bản sách tay. Redmi Note 11. Đấy, cây này thì hai sim hai sóng nha các bác nhá. Bác nào mà có yêu thích dòng Xiaomi thì các bác có cân nhắc cây này. Xiaomi Note 11 này, bộ nhớ trong là 128GB và được trang bị là RAM của nó là RAM 4+2, là khoảng 6GB RAM các bác nhá. Màn hình thì là màn AMOLED rồi. Note 11 này màn của nó là màn AMOLED các bác nhá. Thanh lý luôn 3 triệu cây này. 3 triệu cây này màn AMOLED 6,5 inch. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Đây, camera chụp ảnh trong khi dùng ứng dụng. Đấy, camera. Nói chung là mọi chức năng hoạt động ok hết các bác nhá. Cam trước này. Cây này cam trước cũng khá là LED nha các bác nhá. Cam trước khá là LED luôn. Hiện tại em thanh lý máy này là 3 triệu, cây Xiaomi Redmi Note 11, bản RAM 4+2/128GB, full tất cả mọi chức năng, hình thức đẹp 99%. Nói chung cây này các bác nhận máy là các bác ưng luôn các bác nhá. Xiaomi, đấy, Note 11 này, mới về được cây. Tiếp theo thì em thanh lý Note 9 này. Đấy, Note 9 có cây này là cây hàng chính hãng của Samsung Việt Nam. 2C26, màn đẹp không ám ố gì. Cái này thì nó bị dạn một tí kính phía trên này các bác nhá. Dạn một tí kính phía trên này. Và lưng của nó chẳng là lưng thì đẹp, viền hơi xấu một tí. Bán ra thì em sẽ tặng cho bác một cái ốp lưng, dán màn hình và sạc cáp đầy đủ các bác nhá. Cây Note 9 này em thanh lý giá là 3 triệu tròn luôn. Máy chính hãng Samsung Việt Nam, hai mây khác nhau này các bác này. Cứ hai mây khác nhau này thì nó là bản quốc tế các bác nhá. Còn máy mà hai mây giống nhau là bản Hàn độ iSIM. Cây này thì Galaxy Note 9 có mã là L960F, 2 SIM 2 sóng, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Chụp ảnh, chụp web các kiểu ngon lành, rất là đẹp các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 3 triệu tròn. Cây đầu tiên thanh lý 3 triệu tròn luôn. Đấy, 3 triệu tròn luôn. Hôm nay hạ giá mấy con Note 9 cũng để gọi là bán thanh lý đi thôi. Cây này nó cũng hết pin rồi. Cây này thì em cũng còn một cây Note 9 nữa. Hình thức thì nó đẹp hơn tí. Dùng ốp lưng thì cũng chẳng quan trọng đâu. Màn hình thì chỗ này nó dạn tí phía dưới này các bác nhá. Nó không vào màn hình đâu. Đây là nó vào cái đen của màn hình này. Đấy, nó không vào màn hình. Thì cây này lưng đẹp, vì hơi thấy cũng thanh lý Note 3 triệu luôn. Bác nào yêu thích cây nào thì em sẽ gửi cho các bác cây đấy. Tiếp theo thì em mới về được một cái lô S20FE, về được mấy cây, hôm qua về được cây màu đỏ nữa nhưng mà chưa kịp quay video thì các bác đã bốc mất rồi. Thì có một ba cây như này, một cây màu trắng này, một cây màu hồng và một cây màu đen. Hiện tại thì cửa hàng còn một cây màu xanh ngọc nữa, những cây xanh ngọc thì chắc phải clip sau mới về được. Cây S20FE này là một trong những cái dòng điện thoại phân khúc dưới 5 triệu mà em đánh giá là gọi là vô địch luôn. Vì sao? Bởi vì cái cây này hiện tại thì em thanh lý giá cũng rất là êm rồi. Mà cấu hình cao giá rẻ các bác nhá. S20FE thì được trang bị kích thước màn hình là màn AMOLED 6,5 inch. Cây này thì bản Hàn Quốc một sim nha các bác nhá. S20FE 5G, về được 3 cây đều là S20FE 5G, phiên bản của Hàn Quốc một sim. Máy thì màn hình AMOLED 6,5 inch. Cây này thì được trang bị viên pin là 4500 mAh. Pin này thì cũng rất là trâu nha các bác nhá. Đấy, một cái cây máy mà pin 4500 là rất là trâu rồi, đủ dùng rồi. Được trang bị là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Và cây này cái hay ho của nó nữa là chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865. Con chip này thì cân mọi loại game luôn các bác nhá, cân mọi loại game thời điểm hiện tại luôn mà dùng cũng rất là mượt. Máy S20FE này dù sao nó cũng là flagship của Samsung. S20FE nghĩa là FE nghĩa là Fan Edition, nghĩa là nó dành riêng cho fan của Samsung. Cây này thì camera chụp ảnh nét đẹp. Đấy, camera này
camera của cái dòng S20 SE này khỏi phải chê rồi. Cây này thì camera rất là bá đạo. Nó là flagship các bạn nhá. Đấy. Loa của dòng này là loa kép này các bạn này, loa kép nha các bạn nhá. Loa kép. Khi mà nghe nhạc thì nó phát ra đồng thời bên trên bên dưới nó phát ra đồng thời. Đấy. Hiện tại thì em có 3 màu. Về clip này có 3 màu, một cây màu trắng này. Cây màu trắng thì hình thức của nó đẹp tầm 97% như các bạn nhá. 97% máy thì là đẹp zin nguyên bản luôn. Cây này em thanh lý màn đẹp không ám mố gì. Đây cây màn đẹp trong vắt không ám mố gì hết. Em thanh lý luôn cây này giá là 4.800.000 đồng giá hết các bạn nhá. 4.800.000 đồng giá luôn 4.800. Một cây màu hồng siêu đẹp luôn, màu hồng nhạt này. Bác nào mà dùng cây này thì quá tuyệt vời luôn, cây màu hồng nhạt siêu đẹp. Cây này cũng thanh lý là 4.800, S20 FE. FE Fan Edition RAM 6/128GB chip Snap 865. Máy rất là đẹp luôn. Camera chụp ảnh các kiểu ngon lành, cây màu hồng các bác nhá. Cây màu hồng. Nói chung là máy lướt thì cũng có những cái chỗ mà nó xước sát nhẹ theo thời gian thì không thể tránh được. Nhưng mà về cơ bản thì một cái máy như này là rất là đẹp rồi. Đẹp lên 97% là rất là ok rồi các bác nhá. Đây này, các góc cạnh em quay cho các bác nhìn bóng nhoáng luôn. Cây này thì vân tay trên màn hình. Đây, vân tay này là ai cài đấy. Vân tay trên màn hình, rồi bảo mật bằng khuôn mặt. Mọi màn hình thì đẹp không ám ố gì, máy thì dùng rất là mượt, màn phẳng như này các bác nhá. Em thanh lý là 4.800.000 đồng giá luôn. Đấy, màu trắng, màu đen, màu hồng. Ở clip sau thì có màu xanh ngọc nữa, không biết màu đỏ còn không nữa, vì cái lô này em về 20 cây cơ. Lô này em về rất là nhiều. Cái này mới về. Đấy, cây này em thanh lý luôn là 4.800.000 nha các bác nhá. Bác nào mà yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em. Đây là cây màu đen, màu hồng, màu trắng này. Tiếp theo thì nếu nói nhiều là cổ rất là bị khản cổ các bạn. Tiếp theo thì hôm nay em mới về được hai cây S20 Plus, giá cũng rất là êm để phục vụ đến các bác này. S20 Plus màu đỏ nha, màu đỏ đậm này nhìn rất là phê luôn. Cái này trai gái đều dùng rất là đẹp luôn, các bác nhìn cầm trên tay này. S20 Plus, đây S20 Plus các bác nhá. Đây này. Cây này thì hiện tại thì S20 Plus cấu hình như sau. Cái tem S20 Plus thì em về được hai cây, máy thì đẹp tầm 98% nha các bác nhá. Hai cây này đều là máy đẹp 98%, rất là đẹp luôn. Và zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đây này. Hai cây màu đỏ cực kỳ đẹp. Đấy các bác nhìn chưa? Hai cây này màu đỏ đậm này, màu đỏ đậm siêu đẹp luôn, trai gái đều dùng ok. Đấy, trai gái đều dùng con này thì rất là ok hết. Em sẽ giới thiệu qua về cho các bác về cấu hình. S20 Plus này nó là bản Hàn Quốc và một sim nha các bác nhá. Bản Hàn Quốc là một sim, nhưng mà cấu hình của nó đây siêu khủng luôn. S20 cộng 5G, nghĩa là S20 Plus 5G. Máy kích thước màn hình là màn AMOLED 6.7 inch. Cây này thì bộ phân giải màn hình là 120Hz nha các bác nhá. Màn hình AMOLED trong vắt từ trên dưới luôn, trong vắt luôn các bác nhá. 6.7 inch màn AMOLED này. Cây này thì được trang bị viên pin là 4500mAh, pin rất là bền rồi. Và được trang bị là cấu hình như sau, cấu hình RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, cấu hình này thì ước được hết pin tôi đã khó rồi. Ước cấu hình này gọi là cần mọi loại game luôn các bác nhá. Cây này thì em không nhầm, nó là cạnh chạy qua chip Snap 865, để em sẽ tải xem nào. Cây này thì hình như chạy qua chip Snap 865. Nói chung là máy S20 FE Ultra S20 Plus này thì cấu hình là RAM 12/256GB, pin 4500, full tất cả mọi chức năng. Màu đỏ này em thanh lý giá là 6.3 nha các bác nhá. 6.3, máy thì là zin nguyên luôn và một camera chụp ảnh siêu LED luôn này các bác này. Chụp ảnh cực kỳ LED nha các bác nhá. Đây này, ui zoom rất là zoom lên tận đấy. Cái này zoom đến 15-20x rồi. Siêu đỉnh rồi. Đấy. Cái này thì cũng trong cái phân khúc mà hơn 6 triệu thì cực kỳ là đáng đồng tiền bát gạo luôn nha các bác nhá. S20 Ultra 5G. Máy này sẽ hỗ trợ 5G tại Việt Nam, bản Hàn Quốc và một sim các bác nhá. Máy là một sim thôi, nhưng mà máy thiết kế rất là đẹp này các bác này. Hai cây máy thiết kế rất là đẹp, em thanh lý luôn. Máy này là thanh lý giá là 6.300.000 một cây các bác nhá. Bác nào mà yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em. Ship cây máy đến đảm bảo các bác nhận máy là ưng luôn. Máy có như nào em miêu tả kỹ trên video rồi. Nên là gần như ship cây nào đến các bác ưng luôn các bác nhá. Cây này em thanh lý 6.3 triệu. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây S10 5G phiên bản Hàn Quốc một sim. Cây này em về đúng một cây này thôi. Cây này thì máy đẹp không ám mố gì, trong vắt từ trên dưới luôn. S10 5G này, máy này một sim nhưng có thể độ lên được hai sim nha các bác nhá. Cây này thì độ lên được hai sim. Cấu hình là kích thước màn hình là 6.7 inch, màn hình là màn Super AMOLED, loa kép. Những cái cây S20 FE này toàn là loa kép hết các bác nhá. Loa là loa kép hết, nghe nhạc cực kỳ sướng luôn. Màn hình thì trong vắt luôn, màn AMOLED này. Đấy, các bác nhìn cầm con máy thích chưa? Cầm con máy rất là thích, nhưng mà giá chỉ có 6.300.000 thôi. Thực ra cửa hàng em thanh lý giá cũng rất là êm rồi.
nên ngày nào em bán máy rất là chạy luôn, có bao những bác hỏi máy mà chỉ từ sáng đến chiều chưa cọc thôi là đã bay rồi, đến chiều hỏi là còn không được cọc đã bay rồi luôn các bác nhá. Thường thì em sẽ quay video vào khung giờ là thường em sẽ đăng video lên này khoảng 10 cho đến 11 giờ sáng thì các bác theo dõi trong cái tầm đấy các bác nhá. Thì em sẽ hay là up các bác đăng ký kênh lại thì khi mà em đăng video lên phát là các bác xem đầu tiên luôn, các bác chọn cây nào thì các bác gọi cho em luôn thì các bác sẽ chọn đầu tiên. Đây tiếp tục thì em sẽ giới thiệu các bác về cây S15G này. Cây này thì nó độ được 2 sim chưa các bác nhá, độ lên được 2 sim. Tình trạng pin là 4500 mAh. Cây này thì tất cả mọi chức năng ok, màn đẹp trong vắt nên không có ám ố gì hết. Đấy, máy này độ được 2 sim, cây này em thấy cũng rất là hay ho này. Cây S15G này cũng rất là hay ho, nó dùng được 2 sim. Hình thức máy thì đẹp tầm 98% nha các bác nhá. 98%. Cây này bán ra thì em sẽ dán cho các bác một cái cây này không có dán màn hình. Cây này bán ra em sẽ tặng sạc cáp thôi, còn ốp lưng và dán màn hình các bác về tự ấy nha các bác nhá. Tặng sạc cáp thôi. Máy đẹp 98%, màn không ám ố gì, pin 4500 và RAM 8 trên bộ nhớ trong là 256GB này. Đấy, cây này em thanh lý giá là 5.400.000 nha các bác nhá. Kiêm cả độ 2 sim luôn. Nếu bác nào mà cần độ 2 sim thì em độ, không thì cứ để nguyên dung gốc lại dùng cho sướng. Cái này em thanh lý giá là 5.400.000, tặng cho các bác là sạc cáp. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác xem dòng Android em còn cây nào không nhỉ. Đây dòng Android em giới thiệu sơ qua đấy thôi. Đây có một cái cây cây Oppo A31 này nữa. Cây này đang hình thức đẹp tầm 98% nha các bác nhá. Oppo A31. Cây này thì màu đen bóng này, RAM 4 trên bộ nhớ trong là 128GB. Kích thước màn hình của nó là 6,5 inch nha các bác nhá. Galaxy Oppo A31 này thì rất nhiều bác những thích những cái dòng Oppo này. Đấy, RAM 4 trên 128GB, 2 sim 2 sóng, đầy đủ mọi chức năng, pin rất là bền các bác nhá. Mọi đấy, pin rất là bền, màn đẹp không ám ố gì. Cái này em thanh lý giá là giá siêu rẻ luôn, thanh lý 2.2 triệu nha các bác nhá. 2.200.000. Cây Oppo A31. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu dòng iPhone cho các bác nha. Nói nhiều rất là khản cổ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác dòng iPhone. iPhone thì em giới thiệu cây đầu tiên, cây iPhone 7G, dung lượng là 32GB, tình trạng pin 100%, máy full tất cả mọi chức năng, màu vàng nhạt này, đấy, màu vàng gold. Cây này thì hình thức của nó cũng được, cây được tầm 90-95%, nói chung là cũng cấn sức nhẹ này thôi. Tất cả mọi chức năng ok, vân tay vân thủng ok hết nha. Cây iPhone 7 nhỏ này thì máy mọi chức năng hoạt động ok hết, nói chung là không có lỗi lầm gì hết nha các bác nhá. Main zin, màn zin, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Pin thì là màn hình thì nó bị dạn nhẹ một chỗ góc này, không ảnh hưởng gì. Cái này bán ra thì sẽ tặng cho các bác một cái cường lực này, ốp lưng và sạc cáp đầy đủ, thanh lý 1.900.000 nha các bác nhá. 1.900.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác mới về được một cái lô iPhone XS. Đầu tiên là một cây XS màu vàng gold, dung lượng là 256GB, máy quốc tế các bác nhá. Quốc tế dung lượng 256GB, pin 85%. Cây này thì hình thức đẹp tầm 95% nha các bác nhá, zin nguyên bản từ A đến Á luôn. Đấy, iPhone XS. XS này thì là máy quốc tế, Face ID các kiểu đầy đủ này, máy zin nguyên và đầy đủ mọi chức năng, không có lỗi lầm gì hết nhá, mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, cây iPhone XS này. XS này thì là bản quốc tế 256GB này. 256GB không giới hạn sim, máy quốc tế nha các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động ok. Tình trạng pin cây này đang là 85% pin zin theo máy luôn này. Các bác nhìn cái biểu đồ pin cực kỳ ổn định luôn. Cây này hiện tại thì em thanh lý giá là 6.200.000 cho bản 256GB này. Hiện tại thì máy nhà em chỉ có 256GB thôi. Còn 64GB thì hết rồi các bác nhá. Bác nào mà lưu trữ nhiều thì các bác cố lên một tí, làm cái 256GB này lưu trữ rất là thoải mái luôn. XS này cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Kích thước màn hình là 5,8 inch nha các bác nhá. 5,8 inch cầm cực kỳ là chắc tay luôn. XS màu vàng gold. Đấy, bác nào mà yêu thích màu vàng gold thì các bác có thể lựa chọn cây này. Ở clip sau thì em có thêm màu trắng nữa các bác nhá. Cả màu trắng nữa. Ở cái sau có cả màu trắng nữa. iPhone XS 256GB, cây đầu tiên em thanh lý là 6.200.000, cây pin 85% này các bác nhá. 6.200.000. Còn nếu bác nào mà đây em có một cây màu đen. Cây này thì XS 256GB. Hồ lô này em về toàn là 256GB thôi, về được 3 cây trước thì toàn là bản 256GB thôi. Hình thức thì đều đẹp 95-97%, nói chung lô này về vỏ zin rất là đẹp các bạn. Đấy, về lô này về vỏ rất là đẹp các bác nhá. Không có cấn móp gì hết mà bóng nhoáng luôn. Đấy, các bác nào cần chất lượng thì các bác có thể lựa chọn những cái cây XS như thế này. Rất là đẹp, máy thì là zin nguyên bản. Đấy, pin zin, cái lô này toàn là pin zin hết các bác nhá. Cây iPhone XS này. Đây. iPhone XS, một cây cây màu đen này thì tình trạng là 256GB, pin của nó đang là 256GB, pin thì là
Đây 256GB nha các bác nhá. Cây này pin 94% pin zin luôn. Đây cây này pin 94% pin zin này. Mọi chức năng hoạt động ok. Camera các kiểu ngon lành này 1X này đấy. Siêu LED luôn. Cam trước này. Cực kỳ ok nha các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 6.2 triệu. Còn một cây này là pin 94% nữa em thanh lý 6.3 triệu. Đấy, 6.3 triệu 256GB nha các bác nhá. iPhone XS màu vàng gold. Rất là đẹp. Nói chung là màu nào thì các bác dùng ốp thì nó cũng thế thôi. Vì cái bản chất cái màn hình của nó là màu đen các bác nhá. Từ iPhone XS trở lên thì từ iPhone X trở lên ấy, thì con nào nó màu đen như này này. Thế nên là các bác dùng màu nào thì nó cũng thế thôi. Đằng nào cũng dùng ốp rồi. Thế là cây này em thanh lý giá 6.3 triệu. Cây pin 94% này. Đẹp chín máy đẹp 97-98% nha các bác nhá. Máy thì zin nguyên luôn. iPhone nhà em bán rất là nhiều rồi. Đấy. Cây này em thanh lý là 6.300.000 iPhone XS. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác iPhone XR. XR cây này 64GB, pin 100% nhé, thanh lý 55.2 triệu. Máy đẹp 98% này, iPhone XR. Máy màu đen đẹp 98% nha các bác nha. Mọi chức năng hoạt động ok. XR này thì Face ID các kiểu đầy đủ này, mọi chức năng hoạt động đầy đủ mọi chức năng. iPhone XR dung lượng là 64GB, máy quốc tế không giới hạn SIM. Đấy, pin hiện tại cây này đang là pin 100%, cây này pin mới nhé các bác nha. Pin mới 100% rồi. Mới thì rất là ổn định. Cây này em thanh lý 5.200.000. Camera trước rất là LED này, Face ID đầy đủ. Thanh lý 5.200.000 nha các bác nhá. Cây iPhone XR. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây iPhone XS Max này. XS Max này là cây màu bản quốc tế màu trắng, hình thức đẹp tầm 95%, màu trắng đẹp 95% luôn các bác nhá. Đây này, máy rất là đẹp luôn. Viền là viền thép. Máy zin nguyên bản từ A đến Á luôn. Cây iPhone XS Max này zin 100% nha các bác nhá. Đây là cây này là iPhone XS Max dung lượng là 64GB, máy quốc tế không giới hạn SIM. Cây này thì pin hiện tại của nó đang là pin zin theo máy là 81%. Cây này thì các bác dùng tầm 5 nữa các bác thay pin là thoải mái. Thì em thanh lý giá gọi là như giá bỏ pin luôn các bác nhá. Thực tế thì pin 81% mà pin zin này thì các bác vẫn dùng cứ tầm 1 ngày vẫn thoải mái. Đây các bác nhìn cái biểu đồ pin này rất là ổn định luôn. Đấy, như cái dòng Android này nó không hiện phần trăm pin lên ấy, thì các bác cứ thấy pin yếu thì các bác thay thôi. Những cái dòng iPhone này nó quái quặp là nó hiện cái phần trăm pin này lên ấy, thì để nó thu tiền của khách hàng thôi. Nhiều người cứ thấy pin 80% là các bác nhanh chóng chóng bê đi thay pin, mà máy dùng vẫn còn tốt, pin vẫn còn tốt, chả làm sao hết mà tự nhiên bê đi thay pin làm cái gì. Đấy, tốn tiền. Cây này hiện tại đem thanh lý giá là 7 triệu tròn nha các bác nhá. Thanh lý giá bỏ pin luôn. Bình thường thì cây này sẽ là 7.500.000, nhưng mà cây này pin pin nó hơi kém, thanh lý luôn 7 triệu, máy hình thức zin từ A đến Á luôn, không zin tặng máy luôn các bác nhá. Cây này thanh lý 7 triệu. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác hai cây iPhone XR. Cây này là cây dung lượng là 128GB, thanh lý luôn 5.800.000 một cây các bác nhá. Hình thức thì máy đẹp tầm 98% này. Hai cây iPhone XR. Đấy, máy đẹp 98%, một cây màu trắng và một cây màu xanh. Cây màu trắng này pin 86, cây màu xanh này pin 85, hai cây đều là pin zin. Face ID các kiểu đầy đủ, cây này hết pin rồi. Face ID các kiểu đầy đủ nha các bác nhá. Dung lượng là 128GB. Bác nào yêu thích thì bác cứ gọi điện cho em. Đấy, 128GB, máy quốc tế không giới hạn SIM. iPhone nhà em là bán quốc tế, đem bao trọn đời quốc tế để các bác cứ yên tâm nha các bác nhá. Hiện tại thì pin cây này đang là pin, tình trạng pin đang là 85%, của cây trắng này pin 86% đều là pin zin theo máy hết các bác nhá. Mọi chức năng ok. XR này kích thước màn hình của nó là 6.1 inch. Nó bằng mấy con iPhone 11 ấy. Đấy, thanh lý luôn là giá là 5.800.000 một cây iPhone XR 128GB. Tiếp theo thì em quay một cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay là một cây iPhone XS Max. Cây iPhone 11 Pro Max dung lượng 256GB này. Các bác nào cần dung lượng cao thì các bác lựa chọn cây này. 11 Pro Max 256GB, máy quốc tế nha các bác nhá. Máy quốc tế này không giới hạn SIM. Máy thì main zin, màn zin, pin zin theo máy 85%, tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, camera này. Cam nước chụp ảnh siêu LED các bác nhá. Cam trước. Cây này thì em thanh lý giá là 12.700.000, 12.700.000 một cây iPhone 11 Pro Max. Đẹp 95%, máy zin nguyên bản các bác nhá. Dung lượng là 256GB. Đấy, nếu mà cây 64GB thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng đôi triệu. Nhưng cây này là cây 256GB, thanh lý 12.700.000. Đấy. Thì hôm nay thì em quay clip như vậy thôi. Bác nào thấy cây nào phù hợp các bác liên hệ đặt hàng bên em qua số hotline 0911003229. Bên em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này thôi, ngoài ra không có số nào khác. Thì các bác có thể nhắn qua fanpage di động MV của em thì em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Rồi xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.